thập nhũ hình con voi. À, thập nhũ hình con voi. Đúng rồi, thập nhũ hình voi đó. Phía trước này cái đầu nè. Sau cái đuôi, đuôi voi. Rồi con voi đang cõng cái núi. Nghe không? Cái đầu đầu voi đó. Đó. Chúng ta đi sâu vô cái không gian này coi. Tức là có đường đi mình cứ việc đi. À, giếng nước ngọt, chính xác. Ê, đây là giếng nước ngọt nè. Giếng nước ngọt. Chắc ăn luôn á. Có... Thì đúng rồi, có giếng nước ngọt nè. Thì là tè rốt. Rốt. Đây giếng nước ngọt nè. Đây giếng nước ngọt rất là ngon. Con mới vừa đi qua, con chưa thử. Có cá nào vậy, có cá rồi. Giếng nước ngọt. Từ từ ơi, cẩn thận kia đi, cho cái đường này vô đây vô dữ lắm như thế này. Rồi. Ồ, thập nhũ rất là nhiều nè ngang. Bây giờ tâm chậm đi quay thập nhũ coi. Cái động này động thứ hai. Tính ngay chỗ này nhìn nó muốn đẹp hơn mơ so á. Đẹp không Moso Tú ơi? Moso không đẹp bằng đây. Không phải, tại vì bên đây cái tiềm năng du lịch không giống như bên mình. Bên mình bên đây nếu chỗ này là hiện nay gì lắm rồi. Đúng rồi. Chỗ mình mà gì đó mấy anh làm đầu tư lắm mà. Đúng rồi này không? Cẳng chân hốt liền. Đây nè, con coi nè, chưa đâu cái cục đá đâu, dở đâu, mình thấy thạch động đó, thạch động đâu bằng, thạch động là của thạch động thôi. Chụp sáng lên đẹp lắm. Ồ, quá tràn đẹp bài, bây giờ tắt chỗ này chụp. Đúng rồi. Ê, thập nhũ cho nó đẹp lắm luôn á, lấy cái gì mà gọi cái đèn. À, bây giờ kì coi, lấy cái đèn vô đây gọi thập nhũ cho mọi người coi kì coi. Vô đây là tàn là dân gà mờ không à. Cái lộ. Kìa, lấy đèn vô kìa, đang đem đèn vô kìa. Tủ nó xách đèn ra ngoài rồi. Nó cầm cái đèn lại đi cờ dơ bên ngoài tờ. Nè, gọi thập nhũ cho mọi người xem nè, thấy không? Thấy chưa? Dạy trong luôn. Nó bị cận á, nó không thấy. Nó bị cận hả? Chết luôn rồi. Nghiệp bé. Ê, đây coi, gọi xuống nước coi. À. Sáng như mơ liền. Đó, thấy không? Rất là sáng. Lấp lánh nước đó nữa làm gì không? Cái gì? Sao? Cái nước này đừng đó hả? Nước tài nhiễm xuống là uống nó sẽ bổ thận. Vậy đó hả? Im dữ hả? Sao hứng? Sao nãy giờ không hứng mới hay? Nhưng mà đâu hứng được. Ờ, thua. Cái hang này còn chỗ nào nữa không? Còn kia còn trên kia còn hang nữa, qua hang kia. Cẩn thận. Cái đó là cái giếng nước, ta cho lấy nước không thao không kịp. Cẩn thận cái lọ này giếng này nè. Vậy thôi, cẩn thận nha, hai cái lọ nó đây nè, người ta hứng đây nè, kẹt đây nè, ta cho một lúc này mọi người nè cái giếng này là ta hứng nước ngọt nè, cho một lúc nè kia đó đó, cho nó nhiễu xuống đó đó, thấy không? Đúng rồi. Ồ nè, đẹp cực kỳ nè. Đây này kìa, coi lấy hứng này cho này nhiều này kìa.
Bây giờ lấy cái chai đi vô hơn lên múc nước này nè, mình ta cho múc kìa. Em uống được mấy giọt rồi đó. Dạ. À, lấy cái chai đi hướng lên hơn đây nè. Biết cái gì này. Anh uống đi, chị bị thận đó. Cái này là đây là khả năng khai thác hết mình của người Cam. Đây là một tuyến đường nó cực kỳ tuyệt vời, có cục đá treo leo hơn giữa này. Nói chung là mình qua mấy chỗ mới mình tham khảo là lỗi dữ lắm luôn á. À, lên đây có cái thạch nhũ thiệt là đẹp. Giống gì? À, hang động thạch nhũ. Mô A Di Đà Phật. Này giống như là ở vị trí của Hòn Nghệ vậy á. Giờ nếu đã tham khảo cho tới luôn. Có cho tới là giờ là đó là tham khảo cho tới đó. Chúng ta bắt đầu đi vô một cái hang động thập nhũ tiếp tục. Đó. Đây là thập nhũ kim cương này nghe. Chưa? Tham khảo cho tới mà. Nhìn nè. Ê, hang động kim cương là nằm đây nè mấy đứa ơi. Đó. Rất rộng qua đây. Đó. Ê, vô đây hang động đây đẹp lắm nè. Rồi thật nhớ. Có lên không? Ê, đẹp lắm nè. Ê, vô hang đẹp lắm luôn á. Đây nè. Chưa vô cái hang đó đó. Cái hang trước mặt á. Bắt cái đèn pin lên. Vô đây đẹp lắm luôn. Có trong đây động cái hang động gì đâu, không rộng lắm nè. Mấy đứa đó nó không dám thao mạo hiểm. Anh Lâm là hiểu gám chứ. Vô. Đèn vô, rồi vô. Hạ cái đầu xuống, Đó. Thám hiểm. Đó hay không? Ê bên đó kìa đẹp lắm kìa, dài bên kia. Từ gọi điểm nào con. Đó. Rồi mình còn vô đây một động trong đây nè. Nè trong đây này đẹp lắm mấy đứa ơi. Ê trên thập nhũ có cái đội yêu lắm nè. Ê đây đẹp lắm nè mấy đứa ơi mấy đứa. Ô ê trong đây giống như cái cung trời vậy nè. Ê vô đây giống như cung trời vậy nè mấy đứa ơi. Nè vô đây coi đẹp lắm nè. Ê cái bể thập nhũ bự lắm nè mấy đứa. Dữ lắm mày. Bây giờ cái kiểu này là kiểu là căng lắm nè. Đang. Nè cưng nhìn trên đây nè. Thấy không? Ừ, nè lên nóc đi. Bởi nó nói anh nó giống như cung điện mà cái không? Ừ, chưa? Y như cung điện luôn á. Cung điện của những con dơ nè. Nè, bên coi cái dây mặn bên đây nè chưa? Ừ. Nè, giúp bên đó kìa, bên đó đó. Cái nè, thập nhũ nè. Cái dây mặn này luôn nè. Bên kia này kìa, thấy chưa? Nè. Mình đứng một chỗ mình coi thôi. Ê nè, quay dội dài xuống lưng này coi, trong đây nó không bắt cái đèn ngủ ha. Ừ, trong đây nó không làm từ thiện chứ. Không.
Bởi vì nè, nhìn lên đây nè, quay khúc kia nè, đẹp quá. Nè, chạy dài đây thì điều gió đẹp lắm luôn. Nè, nước diễn như cái nhóm dưới là không biết chỗ này uống lắm mày. Chưa? Vô rồi, sang được sang lên chút xíu thế là nó xíu về. Anh gọi đèn đi, em chụp hình cho chị bạn. Đây nè, cái đèn em đồng đèn pin nè, xong đi tắt hết đi. Cầm hai cái máy này, chụp cái gì nữa chụp. Mô phục cái con gì trên đây nè, chị Mốt. Phải. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Vừa thôi. Đứng đây đi, đứng đây đi. Đây chị đứng bên dưới đây nha chị Bảy. Rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nè đứng đây, chụp chân bôi. 1 2 Không có được thấy bên này. Rồi. Rồi đúng rồi, đứng vậy đó, rồi đó. Để mình đứng ngay thề, mình đứng ngay chờ này, đứng ngay chờ. 2 3 đúng rồi. Chụp trên này nha. Có mẫu điểm nó mới có được mấy cái này nè. Đúng rồi. À, cái đó đường ra, đường ra, đường ra chỗ đó. Không, đường ra chỗ này khó ra lắm, đường ra đường bển đi. Chỗ này đi hơi nguy hiểm. Đẹp quá đẹp chỗ này. Tụ nó vậy, này chú nó chưa lên đây đâu, nó chạy lên tới cho nó xuống rồi. Ok, quên đi. Chị gọi qua đáp kia thôi, đừng gọi vô mặt em là thằng